Vâng, chào anh người chia sẻ, anh Đào Tiến, và hy vọng rằng anh em chúng ta sẽ tiếp tục bớt một chút thời gian để chia sẻ cái buổi livestream của game thủ Hoàng Minh Nhi thật rộng rãi hơn nữa đi. Thời điểm này đã có khoảng 500 anh em đang vào tham gia và theo dõi rồi. Hy vọng chúng ta lại chia sẻ nhiệt tình để đẩy lên con số 1.000 nào. Thời điểm này thì là một thời điểm mà fanpage của Hoàng Minh Nhi thì vẫn đang trong cái quá trình mà xây dựng và hoàn thiện thôi. Vì vậy những lượt like, những lượt share và những lượt tương tác của anh em nó hết sức có ý nghĩa cho game thủ Hoàng Minh Nhi. Hậu đồn chè, cái việc gặp Linh Trang là anh cứ in inbox thẳng vào Facebook của Linh Trang thôi. Cần gì phải trung gian của em làm gì nhỉ? Em đến bây giờ còn chưa biết Linh Trang là như nào đây. Vâng, tiếp tục là cho son, vẫn cảm giác cầm cho son anh hay thì vâng, cảm giác chân trước một trận cầm cho son, cầm quýt anh hay trận này ông trời đang bắt quýt cầm cho son tiếp. Quả nhìn qua nó cũng khá là đẹp, nhưng mà có cái gỗ kia. Vâng, Egypt Roman và Persian cho son. Không biết chiến thuật game thủ bên mình đưa ra sẽ là gì đây. Không có thấy mặt đâu Trang này không? Cái video ấy thì không có biết là mặt như nào cả. Vâng, chỉ biết là cái dáng thân hình nó kiểu nó múp máp thôi. Không phải kiểu là mình dây cây cảnh giống như kiểu Ngọc Oanh. Vâng, em thì nó rất là cũng thích Trang thật, nhưng ở nhà thì con đang đòi sữa rồi. Vâng, vợ con đang chờ ở nhà cho nên là không có ham hố lắm. Nhường lại sân chơi cho những anh em giống như kiểu anh gì Đôn Chê nhỉ? Anh Hậu Đôn Chê nhỉ? Còn cái gu của em Trang thì nhắc lại với anh em một chút, nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Trang thích những kiểu chàng trai mà vẻ ngoài đó là ít nói, lạnh lùng, nhưng mà ẩn sâu bên trong lại rất nhiều tiền. Đấy là cái gu của Trang. Vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói thôi, còn nhưng đặc biệt quan trọng là bên trong phải rất nhiều tiền. Tiết lộ cho anh em một chút về cái gu của Trang nó là như thế. Xem mảnh máy Persian để xem có một sự đột biến gì hay chăng. Hai voi bấy đầu mà nó chỉ là 4 con thôi, vẫn đang đi dò rất rộng anh cho Hoàng Mai Nhi. Bắt đầu câu những con voi tiếp theo về cho bài Persian của Hoàng Văn Nhi. 22 nông dân. Như vậy cắt dần ra và ăn thêm mấy hươu. Không biết mấy hươu này mấy con nhỉ, vẫn cảm giác lượng hươu này đang hơi ít. Những cạnh đấy là một bãi quả, nói chung đồ là đủ. Quan trọng một bầy hươu đầy, nhiều. Một bầy hươu nó giống như kiểu thần hình của Linh Trang này cũng được. Thì cái việc mà chúng ta có thể ép đời sớm, còn bãi quả sau khi lên ba xong thì mới ăn. Bầy hươu này là bầy hươu Ngọc Oanh hay Linh Trang đấy nhỉ. Bầy hươu nó hơi đầy đặn, nhưng cũng hơi kiểu mình dây cây cảnh giống kiểu em Oanh. Năm con này thì nó là sự kết hợp giữa hai người rồi, không quá ít và không quá nhiều. Lượng thực đang là 5 lít thực cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Ăn bầy hươu này thì mình nghĩ nếu như cố gắng ăn thì vẫn đủ lên đời. Nhưng lên đời xong thì để mà sóc con giò thì nó phải là một khoảng thời gian khá lâu. Oh,
Vâng, thời điểm bên mình thì đã qua đi, thời điểm này một thời điểm mà đang chiến tranh xảy ra rồi. Con giò đã là có giáp bên cho Hoàng Minh tên này. Ở bên này thì đợi Hoàng chút gặp quyết để xem Hoàng quyết đánh gì trước khi đến với những pha mà chảy lạc đà đến từ thủ Hoàng Minh. 26-28 đánh lời. Một chiếc lờ xảy ra rất cao cho Cam Quyết ở nhà đang bị chọc vào. Con giò đối phương vẫn chưa có giáp đâu. Sẽ không được gấp rút vào boy về cho mình bãi vàng. Trận này Bell còn cầm Roman thôi. Như vậy Hoàng Minh sẽ đối đầu với Ekip đến từ BB. Mình nghĩ là bài BB nó không khỏe đâu. Cái việc của BB ăn quanh ăn tranh bãi quả này. Có luôn BA và sẽ là bài mà Hoàng Anh Nhi đang có ý đồ là dâng cung A thẳng vào nhà Ekip. Vâng, Hoàng Anh Nhi đã có cho mình khoảng tầm 6-7 chiếc ruộng rồi. Đảm bảo với các bạn Hoàng Anh Nhi ít nhất có thể phát được. Như vậy B vẫn chưa lên đời. Bà B là người đánh phù. Rất nhiều phù cho BB đây. Kiểu có đến 5 nông dân ăn vàng của Ekip. Cái việc Hoàng Anh Nhi đánh như này nó rất là chuẩn bài rồi. Vâng, nhận được 100 thực đến từ game thủ Cam Quýt để có những con cung gà khỏe hơn. Sắp tới đây thì những con gà sẽ phi thẳng vào bãi vàng và bắn con vàng của BB thôi. Bãi vàng của BB đang ở rất gần nhà BA của Hoàng Manh Nhi này. Con lạc đà thì vẫn chưa có không. Mới chỉ là một lượt giáp thôi, tơ hù đen đến từ game thủ BB. Như vậy là xong rồi. Nếu như không có muốn đang tạt sang đây một tơ. Tưởng chừng như BB sẽ về với bản. Bèo đang tạt sang đây một tơ. Đối phương thì bắt đầu nhận ra rằng mình là người có cung A rồi. Nghĩa là BB sẽ làm gì tiếp theo đây? Ba con cung A này sẽ có nhiệm vụ đấy là tiêu diệt bãi vàng của BB, không để cho cái bài Ekip có quá nhiều phù được. Hai mươi bốn trên 32, bãi vàng BB đã bắt đầu vung và vẫn chưa có anh xe anh cho BB tên này. Này Cam Quýt 27-48. Vẫn cảm giác đang là khá ưu anh cho bên mình. Không biết là 1-4 chết nhiều dân chưa nhở. Roman mà BB ăn tranh lực rất yếu. Chết thêm khoảng tầm 3 con ông dân nữa và một nhà P. Vâng, dường như BB đang ăn một bãi vàng ở đâu nữa thì phải. Nhưng mà những con phù của BB vẫn đang ra. Tầm này thì mình nghĩ tầm này bên mình thì đã đè rồi. Quan trọng Hoàng mình sẽ tu được cung A. Chết thêm khoảng tầm 6-7 con ông dân nữa anh cho BB liên tục là những tên vẻ e. Vâng, cảm giác thế trận nó đang khá là tươi rồi. Có lên một chiếc lớp giáp cho cung A không anh nhở? Đánh kiểu ăn hoang thôi, vậy quýt rồi. Vâng, quân thì nói chung là cũng bình thường thôi. Việc mà bài Ekip của BB nó không lên đời, lực yếu.